Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video ăn uống và mukbang của Phú nha. Hôm nay nhân dịp lễ Giáng sinh thì Phú xin chúc tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và người thân của mình nha. Merry Christmas. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn nguyên một cái con vịt quay với Phú nha. Thôi không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người cùng ăn với Phú nha. Sẽ ăn cái đùi trước. Con vịt quay này á là vịt quay lá mắc mật nha mọi người. Nó thơm, nó ngon mọi người ạ. Mà lá mắc mật là lá gì vậy mọi người? Phú cũng không biết luôn á. Nhưng mà ăn quay với cái lá này thì nó thơm. Con vịt quay với cái lá này thì nó thơm cái mùi. Cái phần thịt nó mềm mọi người. Ôi trời. Bây giờ Phú sẽ ăn tới cái cánh. Con này thì Phú đặt ở trên Facebook thôi mọi người. Phú kêu người ta để nguyên con, Phú đừng chặt ra. Mọi người nào mà muốn ăn cái con này giống Phú sẽ để cái thông tin ở dưới cho mọi người biết nha. Mọi người đặt nha. Con này Phú mua với giá là 300 ngàn cho cái mâm ăn vặt hôm nay của Phú luôn. Cho cái mâm mừng Giáng sinh của Phú chứ. Thịt nó mềm mọi người. Chấm liêu nước chấm. Mặn mặn thơm thơm này cũng ngon. Lạng hoàng, lê quay là hết năm rồi đó mọi người. Mà Phú thấy đâu trốn dịch chắc cũng hết 3-4 tháng rồi đó mọi người. Ở dưới quê Phú nha, là chống dịch nó gục dịch từ tháng 6, tháng 7 mọi người. Đến tháng 8, tháng 9, tháng 10 là đỉnh điểm nha. Để cho không có đi ra ngoài đường. Phú thì Phú đi làm bình thường, thì Phú làm ngành y tế á, nên Phú đi làm bình thường. Mà đi ra ngoài đường á, không có ai vậy mọi người. Đi làm nó buồn. Năm nay mọi người chống dịch là chủ yếu rồi. Phú ăn tới cái đùi thứ hai nha. Phú muốn lớp da này luôn. Wow.
Có cả đồ chua đây nha. Thịt cho cho. Cái rau này nó salad này cũng có rau răm như là quế không biết ạ. Thiên đường Giáng sinh là đây. Đáng ra là phải đặt nguyên con gà Tây á, cho nó đóng giống cái kiểu miệng nước, mấy cái nước Tây Âu nha mọi người. Giống cô bé bán diêm vậy. Đốt que diêm thứ nhất lên. Tưởng tượng mình được ăn nguyên con gà Tây. Nhưng mà thấy dịch quay thèm lắm. Cái phần da nó vừa giòn mà cắn vô nó vừa tôm tươm cái mỡ ra mọi người ơi, nó đã. Bạn nào với gà giá Kiên Giang nên thử cái gà quay lắc mắc mật này nha. Lá mắc mật. Ai biết cái lá đó cầm mẹ điểm danh cho Phú biết nha. Có rượu không lên ở dưới chỉ cho Phú. Ăn tới đâu có lớp mỡ nó tươm ra tới đó. Để đi chút xử tiếp. Cái đầu này mình nằm ở đây chơi đi. Đây. Giờ cũng mới thấy được cái lá mắc mật nó nằm bên trong nha mọi người. Nó thơm luôn á. Nó thơm. Nó làm cho cái mùi dịch đó mọi người. Cái mùi của con dịch đó nó không còn nữa. Merry Christmas.
Mời mọi người ăn phao câu nha. Chứ Phú không ăn. Để đây chơi cho vui đi. Cái đầu với cái phao câu để đây đi. Ăn xong tứ chi rồi ăn tới mấy cái mình của nó. Năm ngoái á thì ăn gà nha mọi người. Ăn gà rán KFC. KFC hay Jollibee gì đó. Năm ngoái. Thế là năm ngoái nhiều chuyện với mọi người, cái chuyện mà mẹ Phúc sinh anh hai của Phúc. Ngay đúng ngay dịp Noel luôn nha mọi người. 24 tháng 12. Bạn nào mà muốn nghe Phúc kể đó, xem lại video năm ngoái. Phúc chuẩn bị một ít cơm. Bởi vì sao? Bởi vì Phú rất là thích ăn thịt heo, thịt vịt quay với lại cơm nha. Ngon quá nên phải làm phát nữa nè mọi người. Kiếm miếng da. Dưới này nó còn nè mọi người. Dứt một miếng cơm. Để một miếng da lên. Để một trái dưa leo lên. Để thêm miếng thịt nữa mọi người. Và một ít rau. Ăn xác chỗ này ngon ghê mà. Bởi vì cái thịt bên trong nó thấm gia vị và nó mềm nên ăn tới đâu cũng ngon. Sorry mọi người vì hôm nay Phú phải ăn bóc nha. Cái này mà xé tay ăn mới ngon nha. Bởi vì một mình Phú sẽ xử được hết con này. Sắp sửa tới Tết. Nên là phải bắt đầu đi sắm đồ Tết nữa. Phú sẽ tiếp tục ăn với cơm nữa.
Phần da nó béo mọi người, nó tươi mở ra ăn ngon quá. Ngon quá, ăn với cơm là số chắc mọi người. Cái hạt này là người ta cho trong cái ruột của nó là mọi người, Phúc cũng không biết là cái gì. Nhưng thôi kệ, cứ ăn tiếp thôi. Giờ chỉ còn có phần thịt thôi mọi người. Ăn hơi ngán. Phúc ăn lớp da của nó hơn mọi người. Giờ hết da mọi người, còn phần thịt không. Phú mời mọi người cùng ăn miếng cuối cùng mà Phú sẽ dừng video nha mọi người, vì nãy giờ quay cũng hơi lâu. Mọi người cùng ăn miếng cuối cùng Phú nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Phúc cũng xin chúc mọi người thêm một lần nữa có một đêm Noel, một đêm Giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người vào những video lần sau. Bye bye, Merry Christmas.